Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn lên clip nha. Nay có ít đồ nghề mà người xem có món nào phù hợp trong công việc và trong gia đình thì chốt. Giờ em đi vô giới thiệu từng mã một. Mã số 1 là một cái kéo tỉa nha. Tỉa bonsai. Cái này của Hàn Quốc hả? Cái kéo nhỏ này tỉa còn được nha, lưỡi đâu còn tốt, chưa có mẻ. Cây này chiều dài của nó là 15 cm nha. Ai cần thì chốt. Đó, vừa tay luôn, vừa. Cây này mẻ số 1 30k nha. Mẻ số 2 cây kéo Tulen New Zealand này. Cây này thì tỉa cực bén luôn. Tỉa hàng bonsai luôn. Mẹ số 2 40k. Mẹ số 3 cây kéo SK5 này, SK5 của Nhật này. Lưỡi đâu còn đẹp này. Không có mẻ luôn. Cái này chiều dài của nó 20,5 nha. Mẹ số 3. Mẹ số 3 50k. Đi mẹ số 4. Kéo bấm cành này của Nhật này, Takaki này. Này cầu cũ là do bấm cái mũ nhựa cây nha mọi người. Cành ổi khô này. Nếu mà kéo mà bấm không được cành ổi khô là kéo nó không có bén nha. Nè, bấm cành ổi khô đó ha. Bấm ok luôn này, rằng khít này không có lệch luôn. Đó, thấy cái độ cành ổi khô rồi. Ok nha. Cái này chốt nó hơi lỏng một tí đó, nó hơi lỏng một tí nhưng không sao. Chủ yếu là lựa nó cần bấm tốt. Cái này chiều dài của nó. Chiều dài của em này là 18 cm nha. Mẻ số 4, mẻ số 4 70k. Đi mẻ số 5. Một em kéo của Nhật nha, Japan này, có chữ này. Răng miệng chưa có mẻ nha. Đây muốn bén hơn nữa về về vuốt vuốt mấy cái. Kiếm cái dũa vuốt vài cái là nó bén thôi. Cái này chiều dài của nó là 17 cm nha. Mẻ số 5 50k. Mẻ số 6 kéo RS nha, RS này, thương hiệu của Nhật. Đây là thằng kéo này mũi cong nha. Đó, mũi nó cong nè. Cái này nó cong không? Không có mẻ luôn này. Ha. Đầu mũi chưa mẻ luôn. Xài còn tốt. Rồi mẻ số 6. 40k. Đi mẻ số 7. Cái bướm nha. Cái bướm này, răng miệng này. Kéo này về tán lại ốc nha. Rồi, tán lại con ốc nó hơi hở nhưng mà mình cắt còn được á. Con ốc này thì tán lại, đó. Ai về sửa được thì chốt nha. Đó, nó hở khúc vậy. Về mình tán lại. Chứ cái này thì răng mũi thì đẹp rồi. Không vấn đề gì. Chủ yếu ốc về tán lại nha. Cái này chiều dài của nó. Chiều dài của em này là gần 16 cm nha. Mẻ số 7. Mẻ số 7 50k. Đi mẻ số 8. Rồi một em kéo nha. Kéo này về phải mai lại nha mọi người. Cây này thì nói chung còn xài ok á. Đó, lưỡi rồi nó chưa có bị mẻ kiểu rõ nên cái này về vuốt lại nha. Ai cần thì chốt thôi. Đó, lưỡi rồi đều này, xếp đồ đều hết. Cái này chiều dài của nó 20 cm nha. Mẻ số 4, mẻ số 8 40k. Đây mẻ số 9. Cái này của Nhật nha, kéo holo này có chữ Japan luôn. Đó, chữ chút xíu siêu rồi. Đó, răng miệng không mẻ nha. Cái này cũng về mà lại nha mọi người. Mũi nó hơi lệch một chút nha, đầu mũi hơi lệch một chút. Nhưng sửa lại được hay sao ạ? Đó. Này nó có con ốc để mở ra nè mọi người. Đó, mở ốc ra. Chỉnh sửa gì tùy mọi người nha. Cái này chiều dài của nó
20cm nha. Rồi mẹ số 9. Mẹ số 9 50k. Đây mẹ số 10. Đây là kéo tỉa nha, kéo này kéo bình thường thôi. Cái lò xo này gắn vô thôi, hả? Tỉa tốt này, khít ok đúng không? Hàng đây hàng bình thường nó không có chữ nên cho vô hàng bình thường đây. 18cm. Chiều dài của nó là 18cm, mẹ số 10 40k nha. Đi mẹ số 11. Em này là kéo Sabotin này, Sabotin Japan này. Con mát vẫn còn mát nha. Đó, cái lưỡi nó này. Cái này hơi cũ rồi nhưng mà để bấm cắt thử cắt ok luôn này. Đó. Cái nồi khô mà cắt bập rất là bén luôn. Rồi Sabotin nha. Rồi em này 60k, mẹ số 11 60k, mẹ số 12, mẹ số 12 một cây xiển 40k nha. Điểm đo chiều dài xiển màu hồng, xiển sắt nha, nếu mà nó sơn màu hồng. Để ngang này là cho gần 7cm đi. Cái lưỡi là 15 đi, chiều dài tổng thể là 27 nha. Đây nó mới chắc xiển sắt nó mới chóc mấy lớp sơn rồi. Đó, tem mẹ còn, cái này chưa sử dụng á. Nè tem mẹ còn luôn nè. Mẹ số 12 40k. Em đi mẹ số 13. 13. Mẹ số 13 cũng 40k nha. Đây còn cái xiển này. Những xiển của Nhật nha mọi người. Cái bề ngang này là 8cm này, chiều dài của nó là 14. Còn cái tới cái này là 18 nha, cái này che kén vô. Đó. Là cái kén này nó có con ốc để ấy. Chuyện rất là dày luôn đó. Rất dày nha, cứng kép. Mẹ số 13 40k. Cái này mẹ số 14. Con dao ghép cành nha, có chữ của Nhật luôn đó. Cái kép gì đó. Này chưa vệ sinh gì hết, mọi người ai mua về vệ sinh rồi dùng thôi nha đó. Lưỡi này ok nha. Ai cần thì chốt. Rồi mẹ số 14 40k. Mẹ số 15. Rồi một em cưa của Nhật này, cưa gỗ của Nhật này, lưỡi còn tốt nha. Lưỡi xài ok luôn mọi người. Lưỡi cái lưỡi nó bự, nó cưa rất là nhanh. Rồi cái này chiều dài của cái lưỡi là 20cm, chiều dài tổng thể là 34 nha. 34. Mẹ số 15 30k. Đi mẹ số 16. Rồi một cái cuốc dĩa mới nha. Cuốc dĩa này dùng để cào xới đất. Rồi cái gì cuốc củ quẻ gì á, đó. Nói chung là nó nhiều công việc, ai cần thì chốt. Cái này là 14cm nha, hàng còn mới, bạn nghe này còn 14cm. Hàng mới đẹp luôn nè, tem mát rồi. Còn luôn đấy. Mã số 16 60k. Mã số em đi mã số 17. Rồi một cái kéo bấm lỗ tôn nè, bấm mép tôn. Đó, đó. Răng miệng còn nè, cái kiểu nó bấm như vậy nha mọi người, bấm kéo của Mỹ nha, kìm bấm tôn như kéo vậy. Đây là kìm nha USA này, Matco chốt nữa thì đẩy xuống đây nha, đẹp chốt nữa. Hàng Mỹ cũ cũ mày thấy răng miệng nó còn tốt nha mọi người, ai cần chốt. Mẹ số 17 100k. Đi mẹ số 18. Cái kìm này không biết để làm gì nha. Mấy người mua về nhỏ cho nhớt vô mấy cái khe cho nó trơn nha. Này chưa vệ sinh luôn đó. Ai cần chốt ống chống trượt nha. Trong này nó có hai cái rãnh nha mọi người, hai rãnh đó. Bóp chỉ được tới đây thôi đó. Cái kiểu nó bóp tới đây thôi nha đó. Ai cần thì chốt. Còn cái chữ nó ngay chút chút đây, không biết cái chữ gì luôn. Mẹ số chiều dài của nó là 17cm nha. 17cm. Lâu lâu mới thấy kiểu này. Mẹ số 18 50k. Đi mẹ số 19. Rồi một con kìm gì xây mát hả, xây mát KRB. Kìm cắt nha. Có cái lỗ tuốt dây điện nha. Kìm này nó hơi rít tí, mọi người về nhỏ nhớ cho nha mọi người. Đó, nó hơi rít á, chưa vệ sinh nên ai cần thì chốt thôi. Rồi mã số 19
50 ke nha. Cây này chiều dài của nó là 17 cm. Rồi mã số 20. 20. Em kìm Fuji nha, Fuji. Cái này răng nó bị mẻ rồi nha, răng bị mẻ. Nhưng mà được cái nghèm nha, nghèm hơi bị đẹp luôn. Đó, nghèm rất là đẹp. Răng thì tè lê luôn. Sau nó có một cái lỗ bấm cốt này nha. Chìm này răng nó không mẻ, rất là được chế mà mẻ mắt cũng ghê. Cái này chiều dài 21,5 nha. Mã số 20. Mã số 20 một cái kìm vui da nha. Đẹp toàn thân, răng bị súng rồi. Đó. Mã số 20 70k. Đi mã số 21. Em này cũng cái kìm nha, chưa vệ sinh này, răng miệng. Em này răng miệng thì là đẹp nha. Đó. Kìm này cũng kim điện này, răng miệng đẹp này. Cái kìm này nó có thêm chức năng là chuyên vặn cái ốc reset nha. Đó, có cái lỗ này cắt đây. Còn chỗ đây trên này nó có cắt cái kẽm hay cắt gì nữa này. Đó, cắt mấy cái kẽm nhỏ nó đưa vô đây này, đưa khe vô kế vậy đó ha. Này nó cũng nhiều chức năng nha. Cái này chiều dài của nó là 20 cm đó, 20 cm. Chưa vệ sinh nha, mọi người về nhỏ nhớt vô cho nó trơn. Rồi mã số 21. Mã số 21 70k. Mã số 22. Cây gì cây đây là cây bấm kiểm nhỏ, mấy cái kiểm chút á. Bấm rồi nhổ đinh này, có cái lỗ nhổ đinh nữa này. Đó. Kịp cần cua đó. Cái này chiều dài của nó là 15 cm nha. Rồi mã số 22. 22 40 ke nha. Đi mã số 23. 23. 23 là một cây mỏ lết đa năng này. Cà lê đa năng chứ quên. Cà lê đa năng. Nó có nhiều chức năng luôn. Tại vì cây này nó xài từ 9 này, 9 14 này, 15 22. Đó, xài rất là nhiều luôn. Một cây này nó gần cả bộ cà lê luôn nha. Rất là nhiều luôn. Mua cái này về bỏ cốp xe đi đâu cần dùng là nó rất là tiện gọn luôn. Đó, ai cần thì chốt. Đó, đầu đít đồ đầu rồi gai rồi còn tốt này. Chưa mẻ chưa biết gì hết. Đó, ok nha. Mã số 23 60 ke. Đi mã số 24. 24. Đây cà lê nha, cà lê 11 này. Cái này của hai cây hả? 11. Này nó đó, tự động này, một bên tự động đầu tròn, một bên đầu ấy nha, đầu khuyết nha, 11 còn mới đẹp luôn này. Rồi cà lê 11, mã số 24 30 ke. Đi mã số 25. Cái này 16 à, 16 là cà lê 16 à, 5/8 16 Crisen đó. Cái này một đầu tự động này, xài cần đốt luôn. Rồi một đầu ấy, đầu khuyết. Rồi mã số 25 cà lê 16 50 ke. Cái này mã số 26. Con này xài cần tốt này. Cái chim mỗi tòa trên sữa độ chế gì đã cho nó có cái lò xo chứ, mất lò xo chứ. Ai về độ được thì độ nha. Độ cho có lò xo để cho nó. Không biết có lò xo không hay nó giải cho ta. Đó, răng miệng thì còn tốt này hả? Đâu có mẻ gì đâu. Hàng. Không biết cái này thiếu thiếu cái gì. Chắc chả thiếu gì đâu. Hai be. Mày số be Saito nha, của Nhật nha. Chiều dài của nó là 23 cm nha. Mã số 26 80 ke. Mã số 27. Còn 1/4 nè mọi người. Đó. Còn 1/4 nha. Mã số 27 50 ke. Mã số 28. Đây là còn còn này nó hơi nặng nha, bỏ tiếp vô vậy mới được.
Còn ba phần tém nè, bỏ tí vô nè, rất là nhẹ chứ không phải ấy đâu. Bàn tay nó cho nó đó, đào chiêu nè đó, ok nhé, xài tốt. Cho cái bỏ lúc tiếp vô bàn, vô bàn tay nó bàn vẫn được nè, bàn tay nó hơi cứng đó, bỏ lúc tiếp cho nè, rất là nhẹ luôn, bỏ tiếp vô thì nó nhẹ. Rồi con này 3 bàn tém nha, mẹ số 28 50 ke luôn, mẹ số 29 đi qua mà số 29. Đây là một cây tarot guide của Mỹ này, made in USA này, 3/4 này, 1/2 này, 5/8 này, made in USA nha, răng miệng đồ đồ còn tốt này. Đó, răng miệng này đó, của Mỹ nha, hàng còn đẹp luôn. Đó, này là 3/4 nha, 3/4, 1/2 với 5/8. Mã số 29 90 ke nha. Đi mã số 30 một cái tô vít nha, một tô vít 6 mũi nha, 7 mũi nha, mũi trên đây nữa là 7 mũi vì có 2 mũi dơ, 2 mũi dẹp nha, 6 mũi ba ke nha, ai cần thì chốt đó. Mũi nó đừng trong đây nha, đó, gắn vô khi nào cần rút ra thay thôi đó. Cái này cái độ độ tư thế lắm này đó, quay qua đây nha, đảo chiều rồi quay lại đó. Cái này nó có thể siết mở gì để chỉnh gì đây đó, siết cho đó. Rồi tôi viết đây hàng thường rồi, không phải hàng xịn nên ai cần thì chốt nha. Mã số 30, mã số 30 60 ke, đi mã số 31. Rồi một cái búa mini này đó, búa này dùng để làm khoáng sản rồi siết rồi đập máy đá nè, cái này làm dùng đóng giày cũng được. Cái này chiều dài cũng gần 19 cm nha, bề ngang này là 7 cm đó, búa nhỏ nha. Mã số 31 50 ke, em đi mã số 32 mở lết răng 20 cm nha, hàng Mitsubishi này, hàng xịn sò của Nhật đấy, răng miệng tốt này mọi người đó ha, răng miệng tốt nha. Hôm nay bỏ cấp xe mua về, bỏ cấp xe máy là đi đâu có hư hỏng gì mình cũng rất là tiền dùng nha, nó thay cũng rất là nhiều loại cà lê luôn đó. Mã số 32 120 ke, rồi đi mã số 33. Rồi mời cái cần cần chuột nha, BCT, hàng BCT nha mọi người, của Nhật này, đâu rồi cái hàng đây, BCT nha, ký hiệu Nhật nha, hàng này thì xài còn tốt này, không vấn đề gì đâu. Để gắn cái đầu 1/2 cho mọi người xem nha. Đó, đầu 1/2 này, gắn tiếp đầu tiếp 1/2. Rồi cái này chiều dài của nó, chiều dài cái này là cho 27 cm đi. Rồi mã số 33 90 ke, 33 là 90 ke nha. Rồi đem đi mã số 34 mở lết Toyota nha, Moto đây, cái này chiều dài của nó là 20 cm nha, răng miệng khít này, xài tốt, rơ tương đối ít luôn. Mã số 34 40 ke, mã số 35 cái này thương hiệu Super nha, chiều dài của nó là 25 cm nha, răng miệng khít này, xài tốt luôn.
Rồi mã số 35. 35. Thương hiệu Super Japan nha. Mã số 35 120k nha. Em đi mã số 36. Hiệu con mã LED 300 nha. Hiệu Mitsubishi nha, Mitsubishi. Có rơ nha mọi người, có rơ ít. Size lớn con này 300. 300 ml là 30 cm nè. Đó, răng miệng khít nè. Nó có rơ ít nha mọi người. Đó, có rơ. Rồi, mã số 36. 36 con Mitsubishi mỏ LED Mitsubishi nha, chiều dài là 30 cm. Mã số 36 150k. Đi mã số 37. 37 là một con kìm cộng lực của Nhật, Made in Japan này. Đó ha, Made in Japan. Đang miệng khít nha. Cái này bấm lưới B50 phi 5 này. Nó đây là bấm phi 5 nha. Giờ bấm thép B40 này. Ok nha. Đầu mũi này. Đó. Bấm ok. Giờ cầm có tay tì đè á, nên vậy á, bấm hai tay rồi liệt liệt thôi. Đó. Này giờ che dầu nhớt thêm chút nhớt vô cho trơn nha mọi người. Ai mua thì chốt. Cái này chiều dài của nó là 30 cm nha. Bấm phi 5 này, kép 5 này. Đó. Mẹ số 37 150k. Đi mẹ số 38. 5 cây sủi nha, sủi đó, đều mới luôn. Ai cần thì chốt. Cái ngang này á là 6 cm này, cây này á là gần 4 cm. Chiều dài là 18 nha. Cây lớn này là 20. Rồi ba cây sủi nhỏ với một cây sủi, có một cây sủi lớn thôi. Rồi mã số 38 50k. Em đi mã số 39. 39. 5 cái mũi khoan chui gài này. Có của kẻ gì đây? Nhật này, Unike này. Thì máy in đủ loại giống này nha, ai cần thì chốt. 5 mũi đây, mũi 4,3 này, 18 này, 6 này, 5 này, 14 này. Đó, 5 mũi nha. Đầu mũi thì xài ok luôn. Mấy cái mũi này em lựa rất kỹ nha, chưa vệ sinh thôi. Đó, mũi nhìn còn đẹp luôn á. Đầu mũi ok luôn. 5 mũi. Ai mua thì chốt nha. Rồi mã số 39. 39 nha. Mã số 39 120k. Đây mã số 40. Cũng 5 mũi khoan luôn nha. Đó. Để em coi mũi đây là mũi bao nhiêu nha. Mũi nhỏ nhất đây là mũi 5 nha. 5. 5 rồi gì đây? 16 hả? 5 16 này. 2 ti. Mũi đây mũi 10 12 sao? 16 này. Mũi 8 nha. Mũi 8 thép trắng này, thép trắng của thằng Đức luôn này. Đó. Đầu ba cháu này, mũi tém rất đẹp luôn. 5 mũi nha, ai cần thì chốt. Hàng này chưa vệ sinh thì mọi người mua về chùi qua là đẹp thôi. Rồi, mã số 40. 40, 120k nha. Em đi mã số 41. 41. 4 cây vít gỗ nha. Đó. Đây là dẹp nè. Đầu rồi được lựa kỹ càng nha. Nên nó còn rất đẹp luôn.
này chưa vệ sinh nên mọi người về đó kén kiếp rồi, ok luôn này. Điểm đo cái dịp nhỏ nha, dịp nhỏ là 15 này, bé cây nhỏ là 17 này, dịp lớn này đó, đầu mũi còn ok luôn. Dịp lớn này là chiều dài của nó 24 nha, 24,5. Rồi ba kia lớn này là 22,5 nha. Đó, 4 cái tuyết gỗ nha, kén kiếp ok hết. Mẹ số 41 70 ke. Đi mẹ số 42. Bay 4 cái tuyết luôn nha. Đó. Đầu mũi rồi ấy đều đẹp hết. Này về là người ngâm gì hay là chè gì đó cho nó ra cái đất đi đó, đầu mũi nó không có bị mẻ hay gì đó. Ba cây lớn là 2 nha, rồi dịp lớn này là cũng 22,5 luôn, rồi ba cây nhỏ này là 7 17, thế này là 17,5. Cái dịp nhỏ này nó kén nó hơi có nứt chỗ đây nha, nứt một đường đây mà người về chích keo vào đó. Chiếc keo lấy đồ cưa chiếc keo vào rồi xà thôi. Mẹ số 42 70 ke. Mẹ số 43 43. Mười quan sát của Nhật này, nay chưa vệ sinh chia và siết vậy nha, hèn lậm về để im vậy luôn đó. Người xem cái nó không có rỉ sét nha mọi người, trên đất thôi, về chè rửa ra đó. Để vô máy đó nó sáng lại thôi gì đó. Đó đây từ cho mũi 10 độ xuống đấy, ai cần thì chốt nha, do nó dính đất vô nhìn số không rõ luôn. Rồi mẹ số 43 43 80 ke nha. Mẹ số 44 44 là cũng 10 cái mũi quan sát của Nhật này đó. Cũng từ mũi 10 dò xuống đây đó. Hai bốn sáu tám mười, 10 mũi nha. Rồi mẹ số 44 hả? 44. 44 nha, cũng 80 ke. Mẹ số em đi mẹ số 45. Gieo của Nhật nha, cây này chiều dài của nó 22,5 thì cái lưỡi á. Chiều dài tổng thể là gần 36 nha. Nhật này, giờ ban nó ghi chỗ đây. Gieo này cái đầu chỗ này nó hơi bị rổ rổ tí. Trên cái đầu đây thôi, không ăn thua, chủ yếu là cái lưỡi này nó chưa mẻ chưa gì hết, rất dài luôn. Mẹ số 45 150 ke. Gieo là gieo lóc nha, của Nhật này đó, chờ ước nghĩa ok, kén kiết đều đẹp nha. Hôm nay ai mua về vệ sinh nha, chưa vệ sinh nên nó vậy. 20,5 cái lưỡi nha, chiều dài tổng thể là nó là 34,5 nha. 34,5. Mẹ số 46 46 150 ke nha. Đi mẹ số 47 hàng gieo nha, một gieo gặp với một gieo ấy. Cái này về mà cái gieo này mà người về vệ sinh nha, kén kiếm nó như thế này không về che lại kén khác được, để kén nó xài được. Cái lưỡi nó 10 cm nha. Rồi thêm một dao gập cán gỗ nha. Mẹ số 47 47 50 ke. Mẹ số 48. Rồi con dao đúc nha, dao nhỏ nhỏ gọt cái cây này, con tém nè. Cái lưỡi của nó là 12,5, chiều dài của nó là 23 đi. Mẹ số 48 50 ke. Nên mẹ số 49 49. Rồi một dao bếp này, các ba chỉ chiếc rồi hơi cực bén luôn, cán gỗ nha. Mẹ số 49 50 ke, cái lưỡi của nó là 15, chiều dài của nó là 27 nha.
mã số 49 50 ke. Đây mã số 50. Rồi con dao bếp nha, cooking stay gì đây. Dao sấn củ quẻ này, khui bia, khui bọt gì cũng được. Đó. Có cái lỗ này để làm gì đó, lưỡi còn rất là đẹp luôn. Dao này thì nói chung là chưa có xài. Cái lưỡi của nó là 18,5, chiều dài tổng thể là 30 nha. Mã số 50 60 ke. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Bên phí ship á, gia hàng tiết kiệm á, nó lấy cao quá, chứ không phải là em lấy cái tiền phí ship vậy đâu. Nhiều khi đơn nó lên 35 40 ngàn đơn á, nhưng thôi kệ. Bên gia hàng tiết kiệm nó hơi đắt nha, mọi người thông cảm, nên không miễn tiền ship nha. Tiền ship là bên gia hàng nó lấy, chứ không phải bên em tự ra đâu. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Em xin dừng clip tại đây.